FNSK là loại súng trường tấn công do công ty FN Hostar của Bỉ phát triển cho Bộ Chỉ huy các hoạt động đặc nhiệm của Mỹ. FNSK ra đời để thay thế cho toàn bộ súng trường tiến công M4, M14, M16 trong biên chế của lực lượng đặc biệt Mỹ. Súng được sản xuất tại chi nhánh của FN tại Mỹ. FNSK được thiết kế dưới dạng mô đun tích hợp. Súng là một thiết kế hoàn toàn mới và không dựa vào bất kỳ mẫu súng trường nào trước đó. Súng có hai biến thể cơ bản là FNSKL, hạng nhẹ, sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn NATO 5,56x45mm, và SKH, hạng nặng, sử dụng cỡ đạn 7,62x51mm. Cả hai loại đạn này do Mỹ phát triển, là đạn tiêu chuẩn của quân đội NATO và nhiều nước khác. Đặc biệt, FNSK có khả năng sử dụng đạn tiêu chuẩn của Nga 7,62x39mm, thường dùng cho AK-47. Nhờ vậy, lính đặc nhiệm Mỹ có thể sử dụng đạn của đối phương. Phiên bản FNSKL bình thường dài 850mm, khi gập báng còn 620mm. Nòng súng dài 355mm, tiêu chuẩn S, dài 254mm cho biến thể CQC và dài 457mm cho biến thể LB. Trọng lượng tương ứng cho mỗi biến thể tương ứng là 3,29 kg, 3,04 kg và 3,49 kg. Tầm bắn hiệu quả với các biến thể là 500, 300 và 600 mét. Biến thể này sử dụng hộp tiếp đạn tiêu chuẩn NATO 5.56x45mm, 30 viên. Tốc độ bắn 600 phát trên phút. Phiên bản FNSKH dài 997mm, 770mm với báng gấp. Chiều dài nòng súng 406mm tiêu chuẩn S, 330mm biến thể CQC, 508mm biến thể LB. Trọng lượng tương ứng 3,58 kg, 3,49 và 3,72 kg với tầm bắn hiệu quả của các biến thể là 600, 300 và 800 mét. Hộp tiếp đạn 7.62x51mm của NATO hoặc 30 viên 7.62x39mm của Nga. Biến thể này có thể trang bị thêm tay cầm phụ hoặc chân chống gắn vào các mấu dưới súng. Do yêu cầu của lực lượng đặc biệt, các phiên bản FNSK có khả năng thay đổi cấu hình chỉ trong vòng vài phút. Tất cả các bộ phận của súng có cùng một cách bố trí, điều khiển và quy trình bảo trì. Hai biến thể trên có tới 90% thiết bị tương tự nhau, chỉ khác nhau kích cỡ nòng. FNSK sử dụng cơ chế nạp đạn tự động bằng khí nén với hệ thống chích khí ngắn, thoi nạp đạn xoay với 4 móc xếp theo hình chữ thập. Thân súng làm bằng nhôm chia làm hai phần trên và dưới. Hai phần súng này được nối với nhau bằng các đinh ghim. Nút chọn chế độ bắn nằm ở cả hai bên thân súng để có thể sử dụng thuận cả hai tay với 3 chế độ là khóa an toàn, bắn phát 1 và bắn tự động. Súng được cắt hai khe để gắn kéo lên đạn ở cả hai bên thân súng. Tay kéo có thể gắn ở một trong hai khe này. Súng có một thanh răng để gắn các hệ thống ngắm phù hợp với các yêu cầu tác chiến. Có thêm một số thanh răng phụ nằm trên ốp lót của tay súng. Báng súng có thể gấp lại cũng như có thể điều chỉnh chiều dài cho phù hợp với yêu cầu và được làm theo hình gò má để xạ thủ cảm thấy dễ chịu khi sử dụng. Điểm rồi của SK có thể tháo giáp để tránh cản đường ngắm của các hệ thống ngắm gắn vào thanh răng. Ngoài ra, FNSK cũng có thể gắn được một ống phóng lựu 40mm được phát triển riêng cho loại súng này. Tuy nhiên, thiết kế của súng khó trang bị lưỡi lê cho trường hợp cận chiến. Trong thử nghiệm và thực chiến, SK ít nhạy cảm hơn với bụi bẩn và ô nhiễm xâm nhập vào bên trong buồng đạn so với hệ thống khóa nòng của các súng thế hệ trước như M4, M16. Tính chính xác của súng cũng chỉ ở mức tương đương với M16. Tuy nhiên, điểm mạnh của FNSK là độ ổn định cao, trọng lượng nhẹ, linh hoạt. Sau khi bắn liên tục 600 viên đạn, khói thuốc súng và bụi xung quanh bám bẩn không đáng kể. Điểm mạnh nữa mà các súng trường tiến công khác như M4, M16 không có được là khả năng nhanh chóng thay đổi cấu hình để phù hợp với điều kiện chiến đấu thực tế. Cùng với đó là khả năng dùng trung đạn của đối phương để tác chiến là yêu cầu vô cùng quan trọng. Đối với lực lượng đặc nhiệm không thường xuyên nhận sự hỗ trợ hậu cần, sử dụng những gì có được tại chỗ là yếu tố then chốt để tạo nên sự khác biệt và giành chiến thắng cuối cùng. FNSK không hoàn toàn là một mẫu súng trường tiến công xuất sắc. Tính chính xác của súng cũng chỉ ở mức trung bình. Ngoài việc được sử dụng trong lực lượng đặc biệt của Mỹ, FNSK còn được trang bị cho một số đơn vị đặc nhiệm của các nước như Georgia, Italia, Mexico, Peru và Ba Lan. Xe bọc thép trinh sát tốc độ cao là một thành phần trang bị không thể thiếu trong lục quân của các nước.
Đặc biệt, trong loại hình tác chiến chống khủng bố cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, vai trò của loại vũ khí này càng được thể hiện rõ hơn nhờ tính tùy biến đa dụng của nó. Là một nước có nền công nghiệp quốc phòng phát triển, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tự chế tạo được loại xe bọc thép trinh sát Cobra với nhiều ưu điểm đã được khẳng định trên chiến trường. Xe bọc thép trinh sát Cobra được sản xuất bởi công ty Otaka đã được phục vụ trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, một số nước và trong các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đây là loại xe có khả năng tùy biến cao, tùy vào vũ khí và trang bị gắn kèm. Cobra có thể phục vụ rất nhiều nhiệm vụ khác nhau như trinh sát, chở quân với khả năng mang theo 9 binh sĩ, trang bị đầy đủ vũ khí, đài radar quan trắc mặt đất, trạm chỉ huy tiền tiêu, xe bọc thép tải thương, xe diệt tăng khi trang bị tên lửa chống tăng, TOW hoặc Spy, thậm chí là hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp. So với loại xe trinh sát đa dụng của Mỹ là HMMWV, Cobra không những rẻ hơn mà còn ưu việt hơn nhờ khả năng lộ nước hoàn hảo do được trang bị chân vịt đẩy. Để đảm nhiệm vai trò của mình, Otaka Cobra được trang bị lớp giáp thép có thể chống lại đạn xuyên giáp cỡ 7,62mm. Ngoài ra, nó cũng có thể trang bị hệ thống bảo vệ 3 tác động, sinh hóa xạ nếu cần. Xe cũng được thiết kế với gầm xe hình chữ V, cho phép nó có khả năng kháng mìn đáng kể. Vũ khí trên xe có thể được tùy biến theo các nhiệm vụ khác nhau, từ súng máy hạng nặng 12,7mm cho đến các loại tháp pháo tự động cỡ nòng 30mm trở xuống, súng phóng lựu liên thanh cỡ 40mm, pháo cối hay tên lửa phòng không và tên lửa chống tăng. Ngoài ra, binh sĩ ngồi trong xe cũng có thể tác xạ bằng vũ khí cá nhân qua các lỗ châu mai trên thành xe. Thế mạnh lớn nhất của loại xe này chính là độ cơ động rất cao, chỉ nặng 6 tấn và dài hơn 5 mét. Cobra có thể được không vận đến chiến trường trong thời gian ngắn bằng máy bay vận tải hay máy bay trực thăng. Với động cơ có công suất lên đến 190 mã lực, loại xe này có thể đạt tốc độ tối đa tới 115 km/h trên đường bằng và có tầm hoạt động lên tới 750 km.